Tiếp tục chương trình chung tay và đồng hành phòng chống dịch, tập đoàn Thaco đã trao tặng một xe ô tô đa năng được lắp đặt thiết bị siêu âm và chụp X-quang cho Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 2,1 tỷ đồng. Xe được thiết kế 3 phòng chức năng gồm phòng siêu âm, phòng kỹ thuật viên và phòng chụp X-quang với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Xe chuyên dụng chụp X-quang và siêu âm lưu động được Thaco nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ hãng Mitsubishi Fuso Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, thân thiện với môi trường. Thời gian qua, tập đoàn Thaco đã nghiên cứu sản xuất hệ thống các loại xe y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch như xe chuyên dụng vận chuyển vaccine, xe tiêm chủng vaccine và lấy mẫu xét nghiệm lưu động, xe phục vụ xét nghiệm PCR lưu động và xe cứu thương.